sốc trước cuộc sống hiện tại của 10 nhân vật từng gây bão một thời giờ ra sao? An Nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Các bậc phụ huynh và em nhỏ có lẽ không còn xa lạ gì với cặp đôi hát bài Baby Shark vui nhộn, đáng yêu hàng chục năm qua. Hay cậu bé Mông Cổ từng lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả hơn 10 năm về trước. Vậy hiện nay, cuộc sống của những nhân vật từng làm mưa, làm gió một thời trên mạng xã hội giờ ra sao? Có điều gì bất ngờ, cùng với đó là vô vàn những nhân vật từng khiến cộng đồng mạng phát cuồng, có rất nhiều những sự thay đổi mà khiến bạn không thể tin được. Vậy họ là những ai? Các bạn hãy cùng An Nhiên khám phá trong video ngày hôm nay nhé! 1. Bé Harry trong phim Gia đình là số 1. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim Gia đình là số 1 không chỉ trở thành cơn sốt tại Hàn Quốc, mà được đông đảo khán giả quốc tế xem đi xem lại nhiều lần bởi độ gần gũi, hài hước, khó có tác phẩm nào bằng. Đặc biệt là vai diễn cô bé Harry đanh đá, thường xuyên la hét inh ỏi và khoái ăn sườn nướng, được đảm nhiệm vai Harry năm đó chính là diễn viên nhí Jin Ji-hee 10 tuổi. Dù đóng một vai diễn khó ưa hay gây rắc rối, nhưng Jin vẫn chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu và diễn xuất tự nhiên đầy hài hước. Đến nay, cô bé nhỏ xíu đanh đá ngày nào đã 24 tuổi và lột xác với một vẻ ngoài thùy mị, hiền dịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái nét diễn bướng bỉnh vẫn không hề thay đổi. 2. Bé Seo-shin-er. Có phần lép vế hơn cô bạn Jin Ji-hee thì vai diễn Seo-shin-er sao nhí từng đảm nhiệm và Shin-er ham ăn, đôi lúc lại quá tự nhiên trong Gia đình là số 1. Hiện tại em lại có sự nghiệp diễn xuất không mấy nổi bật. Suốt 13 năm qua, lượng phim Shin-er đảm nhiệm không hề ít, có cả điện ảnh lẫn truyền hình, cả vai chính lẫn vai phụ. Đáng tiếc là các vai diễn này đều quá nhạt nhòa và không thể qua nổi cái bóng của Shin-er năm nào. Thậm chí, đến nay Shin-er gần như không còn hoạt động nghệ thuật sau loạt drama. Thay vào đó, cô tập trung vào việc học, vừa hoàn thành xong chương trình đại học ở tuổi 24 và sống một cuộc đời đơn giản, thoải mái. Tiếp đến là một nhân vật từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả trên truyền hình. 3. Cậu bé Mông Cổ từng khiến hàng triệu khán giả rơi lệ. Nếu là fan của chương trình Tìm kiếm tài năng Trung Quốc, đặc biệt là chương trình phiên bản năm 2011, có lẽ mọi người sẽ không còn quá xa lạ với màn trình diễn ca khúc Gặp mẹ trong mơ của cậu bé 12 tuổi, người Mông Cổ, có tên là Ô Đạt Mộc hay còn được biết với tên gọi là Udam. Với giọng hát lay động lòng người cùng cảm xúc dạt dào, cậu bé đã khiến không ít khán giả theo dõi rơi lệ trước tuổi thơ mồ côi, sớm mất cha mẹ vì tai nạn giao thông của mình. Sau cuộc thi, cậu bé sinh năm 1999 này đã may mắn được một đôi vợ chồng ca sĩ Mông Cổ nổi tiếng nhận nuôi và đối xử với cậu không khác gì con ruột, chữa bệnh và định hướng con đường âm nhạc. Hiện tại thì Ô Đạt Mộc đã sang Canada sinh sống, theo học tại một ngôi trường khá nổi tiếng và gây ngưỡng mộ khi có thể sử dụng thành thạo tới 3 ngôn ngữ gồm có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Mông Cổ. Bên cạnh học vấn, ngoại hình của hoàng tử Thảo Nguyên năm nào cũng là thứ khiến cộng đồng mạng chú ý. Từ một cậu bé có diện mạo dễ thương Ô Đạt Mộc, hiện đã trở nên vô cùng nam tính với gương mặt điển trai, góc cạnh. Chàng trai này vẫn giữ niềm đam mê ca hát và đặc biệt là giờ đây, cậu bé mồ côi năm nào đã có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. 4. Hai em bé trong Baby Shark giờ ra sao? Bài hát Baby Shark có sức hút thật kinh ngạc khi chỉ bao gồm cảnh hai em bé, một trai, một gái cực kỳ dễ thương, đứng nhún nhảy, hát về một đại gia đình cá mập, gồm em bé, bố mẹ và ông bà. Chỉ đơn giản vậy thôi mà nó lại thu hút sự quan tâm của trẻ em trên toàn thế giới. Các em bé nghe nó trong mỗi bữa ăn, giờ chơi hay hát nó bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Đến mức nhiều phụ huynh, hầu như ai cũng bảo rằng họ bị ám ảnh bởi tiếng nhạc đó. Độ viral của video Baby Shark không chỉ có vậy, có thời điểm vào một nhà hàng tại Mỹ, các bạn còn nghe thấy Baby Shark. Hay giờ đây, giới trẻ còn chế ra cả bài Baby Shark trên nền nhạc sôi động và tổ chức thành các cuộc thi tài. Thành công của Baby Shark là điều không phải bàn cãi, nhưng có một điểm rất nhiều người quan tâm, đó là cuộc sống của hai em bé nhân vật chính có gì đặc biệt đây. Bé gái trong video tỷ view này chính là Ellen Kim Johnston, sinh năm 2008, đã bắt đầu làm người mẫu nhí tại Hàn Quốc từ năm 4 tuổi, nên cô bé đã được ekip Baby Shark mời đến thử vai. Đến tháng 11 năm 2017, Ellen chuyển từ Hàn Quốc tới New Zealand định cư. Cô bé năm ấy chẳng ngờ rằng MV ca nhạc thiếu nhi cô đóng từ 2 năm trước đã đạt tới hàng 13 tỷ view
và chắc chắn sẽ còn tăng thêm rất nhiều. Thậm chí có nhiều bạn mới của Ellen còn rất tự hào khi biết bạn của mình góp mặt trong MV tỷ view như vậy. Các học sinh khác nhiều lần đề nghị cô bé nhảy lại các phân đoạn nổi tiếng trong Baby Shark. 5. Bé trai trong Baby Shark thì sao? Tuy nhiên thành công nhất có lẽ phải kể tới bé trai trong bài hát Baby Shark này, tỏa sáng với vẻ ngoài dễ thương, nụ cười tươi cùng khả năng nhảy múa tự tin và độ nổi tiếng khỏi phải bàn của MV Baby Shark. Tên tuổi của sao nhí 10X Park Jin-rong lên nhanh như diều gặp gió. Cậu được săn đón trong rất nhiều các sự kiện lớn nhỏ, đóng quảng cáo, đi show cùng với nhiều sao Hàn nổi tiếng. Sau 7 năm, từ một cậu bé đáng yêu, Park Jin-rong đã trở thành một thiếu niên có gương mặt điển trai, thư sinh và rong thời trang năng động. Đặc biệt Park Jin-rong còn cực kỳ đa tài, vừa có thể hát vừa có thể nhảy cực đỉnh qua hàng loạt những bản dance cover. Qua đó có thể thấy Mỹ Nam sinh năm 2008 đầy triển vọng này rất tiềm năng, sẽ trở thành một ngôi sao đình đám trong tương lai. Và đó là hai ngôi sao nhí nổi tiếng đình đám của Hàn Quốc. Còn Việt Nam thì sao? Sau đây sẽ là nhân vật mà chính chúng ta cũng từng là một fan cuồng. 6. Thần đồng âm nhạc bé Xuân Mai. Khi mà Internet chưa tung hoành như hiện tại, chỉ có mấy cái đĩa CD ca nhạc của bé Xuân Mai trước đây, thì chúng ta mở đi mở lại, thậm chí đến thuộc cả thứ tự bài hát. Bé Xuân Mai sinh năm 1995, có bố là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang uống sữa, thì bé Xuân Mai đã bắt đầu đi hát từ khi còn 2 tuổi. 5 tuổi đã tổ chức live show riêng và nhanh chóng trở thành ca sĩ quốc dân, có độ phủ sóng toàn quốc và được nhà nhà, người người yêu mến. Tiếc là đến năm 7 tuổi, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Xuân Mai đã tạm dừng việc ca hát để tập trung vào việc học. Đến năm 9 tuổi, bố mẹ ly hôn, Xuân Mai và em trai theo mẹ sang Mỹ định cư. Bẵng đi một thời gian, nữ ca sĩ bỗng trở lại đường đua âm nhạc Việt Nam với MV Nỗi nhớ đóng băng và một vài ca khúc nhạc trẻ vào năm 2009, nhưng không gây được tiếng vang. Sau đó cô quay trở về Mỹ và tập trung vào cuộc sống của mình. Xuân Mai khiến công chúng ngỡ ngàng khi lên xe hoa năm 20 tuổi. Đến nay, cô bé ngày nào còn hát bài Con cò bé bé, giờ đã trưởng thành và là mẹ của 3 đứa con. Cô cũng không còn đi hát mà chuyển qua làm ngân hàng cùng với chồng để tránh những thị phi nơi showbiz. Đúng là ai rồi cũng khác và cái tên Xuân Mai chỉ còn là ký ức tuổi thơ. 7. Em bé trên bì bịch bỉm. Hẳn là hiện nay, bất cứ đứa trẻ con nào cũng đều phải dùng một vật bất ly thân, đó chính là bỉm. Và thật bất ngờ khi mới đây một cô giáo tiểu học trong lúc đi dạy đã vô tình chạm mặt idol nổi tiếng Quốc Bảo. Chính là em bé mõm mỉm đáng yêu trên bao bì của bỉm Poppy mà rất nhiều mẹ bỉm sữa đều nhìn thấy mỗi ngày. Khi biết được tin học cùng với người mẫu nổi tiếng, cả lớp lẫn cô giáo đều rất phấn khích và tự hào. Nhiều cư dân mạng đã không khỏi thích thú mà comment rằng ú là trời, hóa ra bé nó đã nổi tiếng từ rất sớm, trước bao nhiêu cô cậu bé từ hồi cỡ mặt bỉm. Bạn Mộc Lan Hoa cũng comment, cũng tưởng em bé nước ngoài, ai dè nước trong, đáng yêu ghê. Phát hiện hay thiệt. Hay một comment khác cũng chia sẻ thêm, chàng ơi, tưởng người mẫu nhí nước ngoài, ai dè Việt Nam, quá đẹp trai. Cặp chân mày xuất sắc nha, mắt mũi miệng đều đẹp. 8. Cậu bé giống hệt Jack Ma. Còn nhớ vào năm 2015, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Maopai của Trung Quốc cho thấy một cậu bé có ngoại hình giống như tỷ phú Jack Ma, chủ tịch và là người sáng lập ra thương hiệu Alibaba, một trong những người giàu nhất châu Á. Ban đầu, người đăng tải clip chỉ muốn cho mọi người thấy sự giống nhau thú vị giữa một cậu bé nghèo với một tỷ phú nổi tiếng. Không thể ngờ được rằng nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu bé Trung Quốc này. Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải lo từng bữa ăn, Phạm Tiểu Cần đã trở nên nổi tiếng sau một clip. Nhưng thật không may, sau khi trở nên nổi tiếng và cuộc sống vốn không may mắn của Phạm Tiểu Cần lại càng trở nên méo mó hơn. Bố mẹ của Phạm Tiểu Cần vốn là những người sinh ra trong nghèo khó. Do đó khi thấy khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống thì không tránh khỏi những cám dỗ. Họ liên tục để con trai tham gia vào các hoạt động để kiếm tiền. Sốc hơn là vài năm trôi qua, khi Phạm Tiểu Cần lớn lên, đường nét và khuôn mặt cũng thay đổi và không còn giống Jack Ma nữa. Các công ty truyền thông và nhãn hàng trước đây săn đón cậu, giờ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Một cậu bé bấy lâu nay quen sống trong nhung lụa, có xe hơi đưa đón, có vệ sĩ riêng, bắt đầu gặp khó khăn trong việc trở lại cuộc sống bình thường, không một ai đếm xỉa. Qua đó, có thể thấy, muốn giàu có chúng ta chỉ có thể tự lực phấn đấu bằng cách học tập
và dựa vào chính tài năng của bản thân mình thôi. 9. Cậu bé đẹp trai nhất thế giới giờ ra sao? Năm 2017, cậu bé Kobe Juanlu với đôi mắt to tròn, biểu cảm đáng yêu cùng cặp lông mày cong vút khiến nhiều chị em ao ước ầm ầm xin vía đã trở thành cơn sốt trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Kobe mới 4 tuổi và trở thành mẫu nhí nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, được công chúng ưu ái đặt cho nickname cậu bé đẹp trai nhất thế giới. Sau 6 năm gây bão mạng xã hội, Kobe giờ đã 10 tuổi, cậu bé vẫn tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu chụp hình cho các hãng thời trang. Với nhan sắc cực phẩm này, fan kỳ vọng em sẽ trở thành hot boy triệu người mê khi trưởng thành. 10. Cậu bé mặt chim. Không được may mắn như Cooper sở hữu nhan sắc như thiên thần, cậu bé mặt chim Jonah Lancaster từng bị bố mẹ bỏ rơi vì quá xấu xí, khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Sinh năm 1985 và chào đời không may mắn do bị mắc hội chứng Jeter Collins khiến khuôn mặt dị dạng. Vì không có xương hàm, số phận của cậu bé còn đáng thương hơn nữa khi mới chào đời được 36 tiếng đã bị bố mẹ bỏ rơi. Khi lớn lên thì bạn bè châm chọc xa lánh vì ngoại hình xấu xí. Thậm chí đến khi đi làm rồi cũng thường xuyên bị ông chủ mắng nhiếc, đồng nghiệp phân biệt đối xử. Tuy vậy, nhờ vào tình yêu thương của cha mẹ nuôi và những người tốt bụng Jonah Lancaster, cuối cùng anh vẫn vượt qua được thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Anh hiện là huấn luyện viên thể hình và may mắn tìm được người bạn đời là Laura Richardson, cô gái xinh xắn yêu anh bằng tất cả trái tim. Bên cạnh đó, anh còn dùng chính câu chuyện của mình để truyền cảm hứng và đi khắp nơi để diễn thuyết, xuất bản tự truyện, đảm nhận cả vai trò người mẫu và sở hữu tài sản ròng lên tới 24 tỷ đồng. Trên đây là 10 sự thay đổi đến choáng ngợp của rất nhiều những nhân vật từng làm mưa, làm gió một thời trên mạng xã hội, cách đây vài năm, thậm chí là hơn chục năm về trước. Và các bạn ấn tượng nhất với nhân vật nào kể trên thì nhớ để lại comment chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của mình nhé. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.